Xin chào mọi người, video này là nội dung phần tiền truyện của Đấu Phá Thương Khung, mốc thời gian xảy ra từ lúc Nạp Lan Yên Nhiên tới Tiêu gia tử hồn. Thiên tài Tiêu Viêm từng là hy vọng chấn hưng của gia tộc. Vậy nhưng bởi vì nguyên nhân không rõ mà không thể ngưng tụ đấu khí. Trong 3 năm, tu vi rơi xuống tam đoạn đấu khí, người của Tiêu gia không thể nào chấp nhận được biến hóa trên người Tiêu Viêm. Trên đấu khí đại lục thực lực vi tôn, Tiêu Viêm từng là kẻ thiên tài đã rơi xuống làm phế vật, bị người xem thường và bị vô số lời bàn tán đến từ các trưởng lão. Bọn họ hy vọng Tiêu Chiến đừng lãng phí tài nguyên cho một tên phế vật nữa, tác dụng duy nhất của cậu bây giờ là hôn ước với Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu không vì có mối quan hệ này thì sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Bọn chúng cho Tiêu Viêm thời gian 1 năm, đến lúc đó vẫn không có đột phá thì phải đến phường thị làm tên nhân viên canh cổng. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm vô cùng tức giận, cậu quay về phòng bế quan tu luyện, hy vọng sớm ngày đột phá, vậy nhưng kết quả lại không khả quan chút nào. Rõ ràng tốc độ hấp thu đấu khí vừa sai trước kia, vậy nhưng vì sao lại không thể ngưng tụ vào cơ thể? Điều này làm cho cậu vô cùng thắc mắc lẫn tức giận. Đúng lúc này thì vệ tới báo Vân Lam Tông có khách quý tới chơi, tộc trưởng mời cậu qua đó. Không ngờ người khách quý Vân Lam Tông nói lại chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Bước vào bên trong, Tiêu Viêm liền nhận về thái độ khinh thường từ các đệ tử lẫn trưởng lão. Nhị trưởng lão còn cố ý không chuẩn bị ghế ngồi cho cậu, hiển nhiên là lão muốn để cho Tiêu Viêm đứng đây mà. Cũng may là có Tiêu Huân Nhi giải vây, gọi cậu tới ngồi bên cạnh mình. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên cũng lên tiếng. Tiêu Chiến sau khi biết thân phận của nàng liền tỏ ra vui vẻ. Vậy nhưng niềm vui này không kéo dài được quá lâu thì đã bị dập tắt. Lão già Cát Diệp đứng dậy nói chuyện. Lần này đến là vì chuyện của thiếu tông chủ. Vân Lam Tông tông môn nghiêm khắc, tông chủ đại nhân rất có kỳ vọng với thiếu tông chủ, bồi dưỡng nàng như tông chủ đời tiếp theo của Vân Lam Tông. Vì để Yên Nhiên an tâm tu luyện, cho nên lão hy vọng Tiêu Chiến giải trừ hồn ước. Lời vừa được thốt ra, cả đám liền đều một phen kinh ngạc, bàn tán xôn xao, cho rằng mặt mũi của Tiêu gia bị Tiêu Viêm làm mất hết rồi. Thậm chí nhiều người còn cho rằng như vậy là đáng đời, một tên phế vật như Tiêu Viêm làm sao xứng. Tiêu Chiến lên tiếng giọng điệu tức giận, chắc bọn họ cũng biết, trên đấu khí đại lục, nhà gái tới cửa cũng ép giải trừ hồn ước với đối phương mà nói có nghĩa là gì. Quá tức giận nên lão bộc phát thực lực định dạy dỗ cho đám người này một trận, may mà thu tay kịp lúc, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường. Ông tiếp tục hỏi thăm Nạp Lan Yên Nhiên, chuyện hủy hồn này không biết lão gia tử nhà nàng có gật đầu hay không. Nạp Lan Yên Nhiên thẳng thắn, gia giai chưa từng gật đầu, nhưng đây vốn là chuyện của mình, bản thân nàng có thể quyết định. Tiêu Chiến nghe vậy chẳng nói được lời nào nữa, cô là tông chủ tương lai của Vân Lam Tông, ngày sau cũng là nhân vật làm mưa làm gió trên đấu khí đại lục. Tiêu Viêm nhà lão chỉ là hạng người tư chất bình thường, đúng là không xứng. Cát Diệp nghe vậy liền thả lỏng, chắp tay cảm tạ vì đã thông cảm. Yêu cầu lần này đúng là hơi quá, cho nên lão đặc biệt mang tới một vật xem như quà bồi thường. Bên trong chiếc hộp là một viên tụ khí tán có thể giúp cửu đoạn đấu khí chắc chắn thành công ngừng tụ luồng xoáy đấu khí cho thành một đấu giải chân chính. Đây cũng là trưởng lão danh dự cổ hạ đại nhân của Vân Lam Tông tự mình luyện chế. Mấy tên trưởng lão thấy vậy liền sáng mắt, vậy nhưng Tiêu Viêm thì không, ngồi im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cậu yêu cầu Cát Diệp thu hồi đan dược. Hai tên trưởng lão lập tức kêu Tiêu Viêm ngậm mồm lại, nơi này sẽ do bọn họ làm chủ. Tiêu Viêm đứng dậy kiên quyết, nếu như hôm nay đối tượng bọn họ hủy hôn là con gái của các người, liệu mấy người sẽ còn nói như vậy hay sao? Tiêu Huân Nhi cũng lên tiếng trợ giúp, Tiêu Viêm ca ca nói vậy không sai, đây là chuyện của huynh ấy, hai vị trưởng lão cũng đừng xen vào. Tiêu Viêm quay sang phía Nạp Lan Yên Nhiên nói chuyện, Nạp Lan lão gia tử chưa từng đồng ý chuyện hủy hôn. Như vậy mong rằng thông cảm, phụ thân của cậu cũng sẽ không đồng ý chuyện các người yêu cầu. Lúc trước, mối hôn sự này là do hai lão gia tử hai nhà tự mình ưng thuận. Thời này bọn họ còn chưa mở lời giải trừ, vậy hôn sự này cũng không ai dám giải, nếu không chính là khinh nhờn trưởng bối đã chết. Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy tên tiểu tử này đang cố ý bám đuôi mình, cho nên càng tức giận. Nếu lời chê bồi thường ít, vậy thì nàng sẽ nói với lão sư cho thêm 3 viên tụ khí tán nữa. Mặt khác, nếu cậu muốn, có thể tiến vào Vân Lam Tông, tu luyện công pháp đấu khí cao cấp. Tiêu Viêm nghe xong càng tức giận, những lời này chẳng khác nào đang bố thí cho hắn. Nạp Lan Yên Nhiên lại nói thêm, cậu vẫn nên giải trừ hồn ước đi thôi. Nhớ kỹ rằng lần này nàng đến Tiêu gia là lão sư của nàng, tông chủ Vân Lam Tông đích thân đồng ý. Cậu có thể xem đây như bức hiếp, vậy nhưng hiện thực chính là như vậy. Chắc chắn Tiêu Viêm cũng hiểu rất rõ khoảng cách giữa hai người, cho nên căn bản không có hy vọng. Tiêu Viêm thẳng thắn, bản thân mình thì không sao, vậy nhưng còn phụ thần, nếu chuyện này xảy ra, sau này ông ấy làm sao còn chủ trì Tiêu gia đặt chân tại Ô Than Thành nữa. Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong cũng tỏ vẻ thông cảm, nàng có thể tạm thời thu hồi yêu cầu giải trừ hồn ước, vậy nhưng Tiêu Viêm phải làm một ước định. Chuyện từ hồn có thể chỉ hoãn 3 năm, 3 năm sau đến Vân Lam Tông khiêu chiến nàng. Nếu cậu thua, nàng sẽ giải trừ hồn ước trước mặt mọi người. Còn nếu như cậu thắng, vậy cũng sẽ không để Tiêu Thúc Thúc quá khó coi. Lời yêu cầu này chẳng khác nào là đang nói nhảm, cho nên Tiêu Chiến lập tức ra mặt nói chuyện.
Tình trạng của Tiêu Viêm bây giờ, lấy cái gì mà khiêu chiến với Nạp Lan Yên Nhiên? Sỉ nhục nói như vậy có nực cười hay không? Bị chất vấn như vậy, nàng ta vẫn kiên quyết, chuyện này dù sao vẫn phải có người gánh chịu hậu quả. Nếu không phải là vì bảo toàn thể diện cho ông, nàng đã cưỡng ép giải trừ hôn ước ngay bây giờ rồi. Nàng cho Tiêu Viêm tự lựa chọn 3 năm sau hoặc là bây giờ. Tiêu Viêm dõng dạc nói, mục đích từ hôn chẳng qua cho rằng cậu là một tên phế vật, không xứng với thiên tài như cô. Nếu không phải hôn ước, bản thân cậu căn bản không thấy cô vừa mắt chút nào. Vân Lam Tông đúng là rất mạnh, vậy nhưng mình còn trẻ tuổi, còn nhiều thời gian. Bây giờ đúng là phế vật, vậy nhưng sau này 5 tháng trôi qua, cô dựa vào đâu để cho rằng cậu không thể chờ mình. Cậu trực tiếp chỉ tay thẳng mặt vào Nạp Lan Yên Nhiên và dõng dạc nói to, sông có khúc, người có lúc, đừng khinh thường người quá đáng. Lời này làm cho Tiêu Chiến vô cùng thưởng thức. Còn phía Nạp Lan Yên Nhiên thì lập tức chỉ trích, vì cái gì mà cậu dạy đời nàng, bây giờ cậu chỉ là một tên phế vật. Nếu như đã có bản lĩnh, vậy thì hãy để nàng xem thử cậu làm sao để chờ mình. 3 năm sau nàng sẽ ở Vân Lam Tông chờ đợi. Nếu như có thể đánh thắng, kiếp này của nàng sẽ làm nô tì mặc cho Tiêu Viêm xử lý. Còn nếu thua thì phải ngoan ngoãn giao ra khế ước giải trừ hồn ước. Tiêu Viêm cảm thấy không cần chờ đợi lâu như vậy nữa, ngay lập tức sẽ viết khế ước. Nói là làm, cậu liền cầm bút viết đơn, vậy nhưng thay vì giải trừ hồn ước thì nó lại là giấy bỏ vợ, trục xuất Nạp Lan Yên Nhiên ra khỏi Tiêu Gia. Hành động này chính là đang lấy lại mặt mũi cho Tiêu Chiến lẫn toàn bộ Tiêu Gia. Làm xong chuyện, cậu liền cúi đầu tạ tội với phụ thần, sau đó khẳng định chắc nịch, 3 năm sau chắc chắn sẽ đến Vân Lam Tông đích thân rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay. Nạp Lan Yên Nhiên rất không thích điều này, vậy nhưng cũng chỉ biết lặng im đứng nhìn. Trước khi rời đi, Tiêu Viêm cũng không quên thông báo, 3 năm sau sẽ đi tìm nàng tính toán sổ sách. Tiêu Chiến cũng lập tức tiễn khách. Ngay khi 3 người định rời đi, Tiêu Huân Nhi đã lên tiếng nói chuyện với Nạp Lan Yên Nhiên, hy vọng đại tiểu thư sẽ không hối hận vì hành động ngày hôm nay. Đấu khí đại lục rất rộng lớn, người mạnh hơn Vân Vận cũng không ít. Các Diệp nhận ra lai lịch của Tiêu Huân Nhi không tầm thường, cho nên nhanh chóng dẫn Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. Về phần Tiêu Viêm, cậu đi tới khu rừng phía sau nhà, ngồi một mình buồn bã, than thần trách phận. Không có thực lực thì không là gì cả. Tiêu Chiến đi tới an ủi, thân là nam nhi, sao lại làm ra bộ dạng mềm yếu như vậy? Lão tin tưởng con trai chắc chắn không phải phế vật, hy vọng Tiêu Viêm không bỏ cuộc, chỉ cần cố gắng kiên trì đi tiếp, rồi sẽ cũng có ngày tìm được cách giải quyết. Ông đưa cho cậu một ít đan dược rồi cũng rời đi. Nhìn thấy phụ thân đặt nhiều niềm tin vào mình như vậy, Tiêu Viêm càng thêm hổ thẹn. Trong lúc đau buồn ấy, một giọng nói già nua vang lên, lão cho biết bản thân mình đang ở trong chiếc nhẫn. Trong 3 năm này cảm ơn sự cống hiến của cậu, nếu không đã không thể thức tỉnh. Tiêu Viêm nghe vậy liền bừng tỉnh và nhận ra đấu khí trong người mình biến mất là do lão già này. Suy cho cùng, lão ta mới chính là chủ nhân của chiếc nhẫn này. Vậy nhưng mà nó lại chọn chủ khác, như vậy cũng coi như giữa hai người có duyên phận. Quá tức giận, Tiêu Viêm liền mạnh mẽ ném chiếc nhẫn đi. Ai ngờ từ trong chiếc nhẫn lại hiện ra một thân ảnh già nua. Các bạn đã xem phim đều sẽ nhận ra, người đàn ông trung niên này chính là Dược Trần, hay còn gọi với danh xưng Dược Lão. Hút đấu khí 3 năm của cậu cũng là điều mà lão bất đắc dĩ phải làm. Lão cảm thấy thiên phú của cậu rất tốt, vậy nhưng bây giờ chỉ có tam đoạn đấu khí. Chỉ dựa vào tu luyện chăm chỉ thì không thể nào thắng được ước hẹn 3 năm kia. Lão cho biết, cho dù cậu không bị hấp thu đấu khí thì bây giờ cũng chỉ là một tên đấu giả. Đấu giả chẳng qua là cấp bậc nhập môn trên đấu khí đại lục mà thôi. Phía bên trên còn có đấu sư, đại đấu sư cùng những cường giả cấp bậc cao hơn nữa. Chỉ với tu vi đấu giả thấp bé đó, khôi phục cũng không phải việc khó. Tiêu Viêm nghe vậy liền lườn lẹo, trong vòng 1 năm nếu lão có thể giúp mình đạt tới đấu giả, vậy thì chuyện hút đấu khí trước đó coi như xóa bỏ. Dược lão không từ chối, ai bảo lão nợ cậu một ân tình. Bản thân lão chính là một luyện dược sư, giúp khôi phục đấu khí, thậm chí tăng tới cấp bậc cao hơn là chuyện như trở bàn tay. Hay như việc lão truyền thụ cho cậu thuật luyện dược cũng không phải là vấn đề. Cảm thấy hứng thú, Tiêu Viêm lập tức đồng ý để lão ẩn núp bên trong chiếc nhẫn nghỉ ngơi một thời gian nữa. Vậy nhưng vì để chứng minh những lời nói ban nãy là thật, lão cần trong vòng 1 năm tới giúp cậu thăng lên đấu giả mới được. Dược Trần nhanh chóng đồng ý, sau đó yêu cầu Tiêu Viêm phải bái mình làm thầy. Suy đi tính lại một hồi, Tiêu Viêm cũng đồng ý, chỉ hy vọng lão lấy ra chút bản lĩnh để cho cậu sớm ngày khôi phục đấu giả. Bài sư xong, Dược lão liền yêu cầu Tiêu Viêm chuẩn bị một số dược liệu luyện đan giúp gia tăng tốc độ tu luyện. Ngoài ra lão còn hy vọng cậu giữ kín bí mật, đừng để bất cứ ai biết được sự tồn tại của lão, kể cả là những người thân nhất. Ngay khi Dược lão quay trở lại chiếc nhẫn thì Huân Nhi cũng xuất hiện. Tiêu Viêm đem chuyện đã tìm thấy nguyên nhân tu luyện nói ra, ngày mai nếu rảnh, hy vọng nàng cùng với hắn cùng đi tới Ô Thản Thành. Đúng hẹn lại lên, sáng sớm ngày hôm sau hai người liền cùng nhau đi ra phố. Nhìn thấy sự náo nhiệt, Tiêu Viêm cũng khá bất ngờ, thứ cậu muốn mua là một số thảo dược có thể tăng cao tốc độ tu luyện. Cứ như vậy, cả hai nhanh chóng đi khắp nơi tìm kiếm thảo dược. Đi tới một khu vực khá vắng vẻ, hai người chợt đụng độ phải tên thiếu gia của Gia Liệt gia tộc là Gia Liệt Áo. Hắn lên tiếng mỉa mai Tiêu Viêm, đồng thời khoe khoang rằng gia tộc của hắn có mời được một luyện dược sư.
đan dược luyện chế so với Tiêu gia cũng phải tốt hơn không ít. Tóm lại thì hai nhà Tiêu gia và Gia Lệ gia tộc đang cạnh tranh nhau. Phía Gia Lệ gia tộc muốn Tiêu gia phải giao ra Phượng thị. Mặc dù bị sỉ nhục, vậy nhưng Tiêu Viêm vẫn cố gắng nhẫn nhịn, bây giờ không phải là lúc manh động, về sau cậu sẽ tự mình đòi lại. Sau khi chia tay nhau, Tiêu Viêm lại một mình lên núi, cậu muốn hỏi Dược lão xem có phương thuốc của đan dược tốt hơn không. Dược lão cho biết, có thì đương nhiên có, vậy nhưng nếu muốn đưa cho Tiêu gia, vậy thì phải để cho cậu tự mình luyện chế. Chờ sau khi thực lực đạt tới đấu sở, ông sẽ truyền thụ cho Tiêu Viêm. Ngoài ra ông còn có phương pháp nội ngoại kiêm tu có thể gia tăng lên thực lực. Cách làm của phương pháp này chính là tra tấn thể xác, dùng vật ngoại kích thích, rèn luyện thân thể cứng rắn hơn, từ đó giúp cậu tu luyện công pháp và đấu kỹ tốt hơn. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, bởi vì nội dung khá dài nên mình dừng video ở đây thôi. Các bạn đón xem tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!